top 5 sự thật thú vị về bộ phim Bullet Train mới được ra mắt. 1. Bullet Train kể câu chuyện về cuộc đụng độ của nhóm sát thủ trên chuyến tàu cao tốc ở Nhật Bản, hiện đang được giới phê bình quốc tế đánh giá là một trong những phim hành động xuất sắc nhất vài năm trở lại đây. Đây là một bộ phim xuất sắc, vượt ngoài mong đợi và kỳ vọng khi xem trailer và poster. Phim thuộc thể loại hành động hài, vậy nên ngoài những phân cảnh chiến đấu và suy luận nghẹt thở, độ tấu hài cũng được đẩy lên một tầm cao mới, có thể khiến khán giả cười banh ra. Thứ ba, nam diễn viên Brad Pitt sẽ đánh dấu sự quay trở lại sau 8 năm vắng bóng ở thể loại phim hành động, cùng với đó là dàn sao vô cùng tên tuổi như Sandra Bullock, Aaron Taylor Johnson, Logan Lerman, Brian Tyree Henry và Michael Shannon. Thứ tư, Bullet Train còn có một dàn cameo cực khủng và mang đến sự bất ngờ lớn cho người xem. Bất mí là có cả cameo nói tiếng người lẫn không nói tiếng người nhé. Cuối cùng, dù kịch bản mang tính giải trí cao nhưng vẫn vô cùng liên kết và không thiếu đi sự kịch tính, đặc biệt là plot twist ở cuối phim có thể khiến khán giả phải há hốc mồm kinh ngạc.